Sau khi mình thay chiếc dây cá sấu này cho ông Chris người Đức thì chiếc đồng hồ này đã được 100 năm tuổi thì trông chiếc đồng hồ nó đẹp hẳn lên và long lanh, đúng hợp với cái màu nâu của dây cá sấu. Màu nâu nâu này nó hợp với đồng hồ cổ vành vàng của ông. Đấy, đây là một cái sự tư vấn rất tuyệt vời mà mình dành cho ông Chris người Đức. Chắc chắn là ông sẽ rất hài lòng. Đấy, dây của nó rất mềm. Đấy, dây cá sấu thật sự nó rất mềm mại. Đấy, và rất bền, rất tốt. Đấy, chất liệu của nó, bởi vì cái uy tín của mình là số 1, cho nên là từ khách Việt Nam cho đến khách nước ngoài đều biết đến mình và đều đến với mình cả. Thì đây đây là một điều rất đáng quý. Đây, hai chiếc đồng hồ của ông sau khi thay xong nhìn khác hẳn, nhìn cái chất của nó xịn hẳn lên. Đấy, hợp với cái đúng cái chất của đồng hồ cổ. Xin chào các bạn, mình là Dũng, chuyên gia đồng hồ hàng đầu Việt Nam, hiệu đồng hồ Thanh Hùng, 144 đường Thanh Chương, phường Quảng Thành, thành phố Thanh Hóa, gần khu công nghiệp Lễ Môn, điện thoại 096 188 2921. Chúc các bạn ngày mới tràn đầy sức khỏe và năng lượng.